Xin chào bà con cô bác đang xem video này. Thì video này mình sẽ review cho anh em một cái sự kiện của app nước ngoài mà nó khá là ngon, giống cái app Habbo ngày trước mình đã từng review ha. Thì với ứng dụng này thì anh em sẽ đi tuyển dép kiếm tiền thôi. Trong trường hợp anh em không tuyển dép được thì mình nghĩ là không nên chơi ứng dụng này. Và mỗi ngày nó sẽ chia cho anh em đều, chia đều nha, khoảng 200.000 đô, tương đương là 20 BTC, khá là nhiều đúng không? Và nó sẽ trong vòng 10 ngày nó sẽ chia đều hết, thì tổng của nó sẽ lên là 2 triệu đô lần anh em. Tổng là 2 triệu đô đấy, nên mình mới review cho anh em. Link tải mình sẽ để dưới phần mô tả video nhá. Sau khi nhấn vào nó sẽ chuyển qua một cái giao diện cho anh em có thể là tạo cái tài khoản ngay lập tức bằng cách bấm một chữ là sign. Sau khi anh em tạo tài khoản thành công thì thực chất tạo tài khoản anh em chỉ cần chọn cái Gmail của bạn mà đang login ở trên máy thôi. Sau đó thì nó sẽ kêu anh em download app, anh em bấm một chữ là download app là được. Đó. Sau khi vào app thì nó sẽ yêu cầu anh em một số quyền như là quản lý cuộc gọi điện thoại cho phép này, quản lý tệp trên thiết bị cho phép này. Rồi kế tiếp anh em nhấn vào cái chữ là free first credit này. Rồi tiếp tục thì anh em sẽ login cái tài khoản hồi nãy mà bạn đã tạo nhé. Rồi thì đây là cái giao diện chính của app. Thì đây nó sẽ hiển thị các cái bài báo khá là giống với app Pivot ha. Anh em cũng đọc, giống như là đọc những cái này nó không cần thiết, nhưng mà khi mà anh em mới tạo tài khoản thì nên đọc một ít để nó tăng cái độ tương tác của bạn lên bằng cách là upvote này. Đọc thì cũng không cần thiết đâu, anh em lướt lướt qua bấm vào cái upvote này là anh em giống như like á, like các cái bài viết này một tí để nó cảm thấy bạn là có cái tương tác vậy thôi, nó không quan trọng mấy đâu. Sau đó thì giờ chúng ta sẽ vào cái phần mà thông báo này. Đấy, nó có cái chữ thông báo. Đấy, sự kiện của nó đang được diễn ra. Thì này nó mới bắt đầu từ ngày hôm qua này, yesterday này, 10 giờ 30 phút. Đây chúng ta xem là nó nói cái gì. Đây, cái giải thưởng của nó là anh em phải đi mời bạn bè thôi. Thực sự là ứng dụng nào nó cũng bắt buộc anh em phải đi tuyển rep thì anh em mới kiếm được tiền nhiều. Còn không tuyển rep thì sau này nó sẽ có hình thức cho anh em kiếm, nhưng mà không phải là bây giờ. Tại là sẽ có là 200.000 đô cho mỗi ngày. Đây, it will continue, nó sẽ, chúng tôi là sẽ gửi là tổng cộng là 2 triệu đô la trong vòng 10 ngày. Thì nếu như bạn mà mời được càng nhiều người á thì bạn sẽ nhận được càng nhiều tiền. Đấy, nó nói vậy đấy. Thì ở dưới này nó còn có một cái công thức chia tùm lum tà la này, nói chung thì nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng ở đây anh em cứ hiểu là nếu như nhiều người cùng đi tuyển nhiều người khác đấy, thì cái số tiền mà 200.000 đô này nó sẽ chia đều cho tất cả mọi người đó, tất cả những cái người mà leader đi tuyển rep á, khá là giống với app Habbo ngày trước ha. Đấy thì nó cũng vậy thôi, nó cũng tương tự. Và phía dưới này cái cách thức mà anh em đi tuyển rep này, đầu tiên á là bạn sẽ lấy cái mã rep đó gửi cho bạn bè bấm vô download app này, login 365 app này, rồi enjoy on mic này. Đấy, cái chữ là invite now anh em nhấn vô. Đó, nó sẽ chuyển qua một cái giao diện như thế này. Ở đây thì anh em sẽ bấm vô cái chữ là refer now. Đấy. Rồi bây giờ anh em chọn một cái bất kỳ, mình sẽ chọn cái như là đâu rồi, mình chọn cái tin nhắn đi ha cho nó dễ nhìn. Đấy. Ở đây nó sẽ hiển thị ra một cái đường link, anh em copy lại. Đó, thì cái đường link này là cái đường link tuyển rep của chúng ta, bấm sao chép là được nhá. Gửi link thôi chứ không cần phải nhập mã code gì đâu cho nó rườm rà. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ thấy một cái là bonus bon, nó giống app Habbo á. Thì cái này là cái bon một ngày á sẽ là 200.000 đô đúng không? Nếu như chỉ có vài người tuyển rep thôi thì 200.000 đô này sẽ chia cho vài người đó. Còn nếu như càng nhiều người tuyển được nhiều rep á thì nó sẽ chia đều. Đấy. Chứ ở đây giải thích sao cho nó dễ hiểu đi nhờ. Có nghĩa là nếu như mà không có ai tuyển rep cả, một mình tuyển á, mình tuyển được một người thì một người đó sẽ chiếm là 100% của 200.000 đô này, mình sẽ nhận được 200.000 đô. Còn nếu như mà nhiều người cùng tuyển á thì nó sẽ chia đều ra. Đấy. Là cái tổng số rep á thì số tiền này chia đều cho tổng số rep đó. Thì nôm na nó cũng thế thôi, nói chung miễn là anh em cứ tuyển được nhiều rep. Được rồi, nếu như hôm nay mà phía app này nó trả tiền á thì mình sẽ làm một video khác hướng dẫn anh em cách rút tiền ha. Nếu như nó không sợ cam, tại vì đây cũng là app của nước ngoài và nó sự kiện nó mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Đấy thì hôm nay nó mới trả tiền, mình review cho anh em.
Nếu như nó uy tín thì sẽ có những video sau, còn nếu như nó scam thì mình sẽ thông báo đến anh em để khỏi chơi nó nữa, ok? Nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên tặng mình một like nha. Và nhấn vào cái nút đăng ký, nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo video sớm nhất từ kênh của mình nha. Trong trường hợp anh em đã bật chuông rồi nhưng mà vẫn không thấy thông báo á, thì chúng ta hãy thực hiện lại là hủy đăng ký, sau đó bấm đăng ký lại và bật chuông lại. Vậy thì bạn sẽ reset được cái chức năng thông báo của YouTube. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.